Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Trên tay mình đây chính là đầu đun Homatic 4K Plus. Thì hôm nay video clip này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách cài đặt đầu đun trên hệ thống dàn âm thanh của chúng ta. Thì để hiểu rõ hơn về thao tác thì mời mọi người cùng theo dõi đến hết video nha. Trên tay mình đây chính là cái đầu đun Homatic chưa được kích hoạt cây. Thì mình muốn cho mọi người có thể trực quan hơn về sản phẩm, hiểu rõ hơn về sản phẩm thì mình sẽ cài một cái đầu mới như vậy. Đó, thì bây giờ mình mời mọi người cùng theo dõi mình. Đây, khi mà mọi người vừa mua cái đầu đun Homatic về á thì mọi người xem bên trong nó sẽ có gì. Mời bạn cùng quay lại gần xíu ha. Đây các bạn. Mọi người thấy nè, trong đầu đun Homatic nè, mua về là có đầu thì không nói rồi ha. Đó. Có tem đàng hoàng. Thường thì Thiên Vũ bán thì Thiên Vũ sẽ dán tem Thiên Vũ lên. Đến thì nhà hãng cho chúng ta một cái cổng HDMI, một cái remote Bluetooth. Đó, thích nhất con này chính là cái việc mà nó xài remote Bluetooth mà nó không cần anten. Đó, rất là hay. Đến là một pin ha, và một số cái dây nguồn cùng một số chuẩn đầu nguồn mà nhà hãng cho. Thì cái đầu này là đầu nó thông dụng trên toàn thế giới nên đâm ra là cái chuẩn đầu nguồn của nó rất là nhiều chuẩn rồi. Nó cho rất là nhiều. Đó. Cho đủ kiểu hết để chúng ta có thể lựa chọn. Ok, bây giờ tạm để đây đi. Bây giờ mình sẽ cài đặt đầu đun Homatic trên cái màn hình chúng ta để mọi người có thể hiểu rõ hơn, nắm được rõ hơn. Ok, mình sẽ xếp mình để ở đây. Ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt cái đầu đun, cắm dây cho nó. Đó, thì ở đây mọi người thấy nè, đây là cái nguồn, nguồn cho đầu đun. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái ngõ LAN. Thì ngõ LAN này thì mọi người biết rồi, thì cắm trực tiếp vào đây thì tín hiệu nó, đường truyền nó sẽ tốt hơn so với việc chúng ta xài Wi-Fi. Đó. Ngõ HDMI thì mọi người sẽ cung cấp cho mình một ngõ HDMI từ TV xuống cái đầu đun. Đó. Thì TV chúng ta có thể chọn lựa HDMI ARC cũng được cho nó đồng bộ về cái tính năng remote control. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cắm vào. Đó. Và hai bên này chính là hai cái ngõ âm thanh mà đun cung cấp cho chúng ta. Mọi người có thể thấy được nè, ngõ AV và cái ngõ coaxial, tức là cái ngõ optical mà cho. Thì đối với cái ngõ optical này á, thì nếu mà mọi người có một cái đầu đắt riêng rồi, mọi người muốn giải mã trên cái đầu đắt đó xuống dàn âm thanh thì mọi người cắm từ optical của đầu đun xuống đắt, rồi từ đắt xuống dàn âm thanh. Đó. Và đặc biệt hơn thì trên cái con đun này nó có cái công nghệ chuẩn âm thanh, đó chính là bitstream. Thì cái bitstream này tức là sao, tức là nó sẽ giữ nguyên cái file gốc, nó quăng thẳng xuống cái đầu con DAC luôn, nó không có giải mã qua cái cầu đầu đuôi này. Nó giúp cho cái chất lượng tín hiệu bài nhạc khi mà qua cái DAC sẽ tốt hơn, giữ nguyên cái file gốc đó. Bởi vì một bài nhạc mà chúng ta giải mã quá nhiều thì nó đâm ra nó làm sai là cái bài nhạc thì nó sẽ không có hay đó. Còn đối với những ai mà không có cái đầu DAC, không có cái DAC riêng cho mình, thì chúng ta sử dụng cái ngõ AV 3.5 này, chúng ta xuất xuống cái hai ngõ bông sen, xuất xuống dàn âm thanh chúng ta. Ở đây mình có chuẩn bị cho mọi người để mọi người có thể hình dung. Đây. Đây chính là cái cọng dây này các bạn. Đó. 3.5 nè. Mọi người cắm vào đây. Còn hai cái ngõ còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào cái dàn âm thanh. Ở đây thí dụ như ở đây mình có nè. Thí dụ ở đây mình có hai ngõ này, cắm vào dàn âm thanh là xong. Chỉ cần cắm vào một cái là xong rồi. Này mình hình dung thôi nha, chứ còn khi mà cắm trực tiếp thì chúng ta sẽ cắm chuẩn hơn. Đó. Thì bây giờ thì mình có sẵn ở đây là cái ngõ optical đây nè, dây optical này mình cắm vô luôn. Mình cài đặt cho mọi người. Là cắm nguồn. Sau khi cắm nguồn thì mọi người nhìn ra màn hình nè, bắt đầu là Homatic bắt đầu khởi động. Thì đối với cái đầu đun Homatic này thì Thiên Vũ bán cũng rất là nhiều rồi. Đó, từ nội thành cho đến ngoại thành, các tỉnh ở khu vực Hà Nội hoặc là Đà Nẵng thì bán rất là nhiều. Đó, đối với những khách hàng nào mà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì Thiên Vũ sẽ đến trực tiếp nhà và cài đặt cho mọi người luôn, cho mọi người có thể sử dụng tốt nhất. Còn nếu mà khách hàng nào mà ở tỉnh xa không có điều kiện thì Thiên Vũ sẽ gửi hàng về. Thì mình mong qua cái video clip này thì mọi người có thể biết rõ hơn để mọi người có thể cài đặt cho đầu âm thanh mình tốt hơn. Ok mọi người, thì hiện tại thì nó đã xuất hiện cái giao diện này rồi. Đó. Chúng ta mới mua về là đã lên giao diện như vậy. Nó như một cái đầu Android box thôi mọi người. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vào phần setting.
để chúng ta cài đặt cho nó. Thì đầu tiên chúng ta muốn sử dụng cái đầu này thì chúng ta phải cài đặt wifi cho nó. Nếu mà ai có ngõ mạng LAN cắm trực tiếp thì chúng ta không cần cài đặt, còn nếu mà ai chưa có mạng LAN thì chúng ta cài đặt wifi đó. Mình cứ nói vào cái wifi của Thiên Vũ ha. Ok mọi người, mọi người bấm xong đó, connected tức là nó đã kết nối rồi. Tiếp đến sau khi mà cài đặt wifi xong thì chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt về ngôn ngữ để cho mọi người có thể rõ hơn. Nếu mà chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt, còn nếu mà ai ở nước ngoài thì chúng ta sẽ chọn cái hệ ngôn ngữ của cái nước đó. Thì ở đây nó cho rất là nhiều cái hệ ngôn ngữ. Đó, bấm vào tiếng Việt thoát ra, mọi người sẽ thấy nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt về cái phần hiển thị và âm thanh. Ở đây chúng ta vào phần hiển thị âm thanh thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta sẽ thấy là HDR setting, cài đặt phần hình ảnh trước. Đó, ở đây khi mà chúng ta mới mua về chưa kích hoạt thì nó sẽ là HDR thôi. Khi mà chúng ta cài đặt thêm cái phần HDR auto thì chất lượng hình ảnh nó sẽ được cải thiện tốt hơn rất là nhiều. Đó, nếu mà nhà TV chúng ta có Dolby Vision thì chúng ta có thể bật lên. Đó, đối với những cái TV mà không có Dolby Vision thì nó sẽ không có hiện lên cái phần này. Tiếp đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cài đặt âm thanh. Thì đối với cái đầu đun này á các bạn, đó, thì nếu mà hiện tại thì đầu đun đang có một số cập nhật firmware thì nó sẽ bắt chúng ta phải cài đặt về cái phần âm thanh. Thì mọi người bấm vào cái phần không sử dụng âm thanh vòm với mình để ví dụ cái này âm thanh vòm này nó chỉ sử dụng khi mọi người xem phim thôi. Đó, khi nào xem phim chúng ta bật lên, còn đối với karaoke thì chúng ta không sử dụng. Đó, sau khi cài đặt xong những cái như vậy thì rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt app. Thì một cái đầu đun Homematic mà khi Thiên Vũ bán thì Thiên Vũ sẽ có cái phần app Smart Karaoke sẵn cho mọi người. Đó, chẳng qua là nó chưa kích hoạt thôi. Nếu mà khách hàng nào có yêu cầu kích hoạt sẵn tại Thiên Vũ luôn thì Thiên Vũ sẽ kích hoạt. Còn nếu không thì chúng ta có thể mua về sau đó chụp cái mã số của đầu Smart Karaoke cho Thiên Vũ kích hoạt từ xa. Đó, đây là các bạn sử dụng loud nha mọi người. Đó, Thiên Vũ sử dụng cái bản Smart Karaoke trên con Homematic này đang là sử dụng loud, không cần sử dụng ổ cứng mà chúng ta vẫn có những cái file nguồn nhạc chất lượng như là ổ cứng vậy đó. Chúng ta đợi nó đọc dữ liệu thumbnail. Đó, thường thì những cái nguồn nhạc mà chuẩn Hi-Fi hoặc là loud thì nó sẽ đọc cái dữ liệu thumbnail của bài hát. Ok mọi người, thì bây giờ thì Dun đã hiện ra cái giao diện chính của Smart Karaoke rồi. Mọi người thấy đây được nè. Đây, những cái nguồn nhạc loud. Thì đối với cái sử dụng cái đầu Dun Homematic này, nếu mà mọi người chưa có cài đặt Smart Karaoke thì mọi người có thể vào phần cài đặt thì mọi người có thể thấy nè. Mã kích hoạt, khách hẹn là 20 tháng 5. Đó, đây là chưa kích hoạt nha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ kích hoạt cái đầu Dun này. Thì mọi người có thể chụp hình gửi đến Thiên Vũ Audio. Đó, yêu cầu kích hoạt từ xa. Thì đối với những khách hàng nào mà mua hàng tại Thiên Vũ có tem, có số điện thoại bảo hành thì Thiên Vũ sẽ kích hoạt từ xa cho mọi người. Đó, trong cái phần này thì chúng ta sẽ có thêm phần cài đặt nâng cao nè. Đó, chế độ tìm kiếm tổng hợp thì mọi người không nên bấm vào, bởi vì khi mà bấm vào nó sẽ trộn giữa dữ liệu cloud và dữ liệu YouTube, thì như vậy thì chúng ta sẽ khó sử dụng lắm. Đó, mọi người để bình thường cho mình. Đó, lời chào thì mọi người muốn hiện lời chào như thế nào thì mọi người bấm vào. Đó, như là khởi động cùng thiết bị. Nếu mà ai muốn mà mở đồ đun lên một cái là vào phần âm thanh luôn, thì chúng ta bấm sử dụng khởi động cùng thiết bị. Đó, có phần chấm điểm cho mọi người nếu mà mọi người thích có chấm điểm ha. Ok, thì mọi người chờ xíu, thì khi mà gửi đến Thiên Vũ thì Thiên Vũ kích hoạt sẽ trong vòng khoảng tầm 15 phút đổ lại thôi. Ok mọi người, thì bây giờ thì mọi người có thể thấy được đây nè, mã kích hoạt 202412 vĩnh viễn nha. Đó, đây là cái mã kích hoạt đã sau khi mà Thiên Vũ đã kích hoạt rồi. Đó, mọi người chỉ cần nhìn thấy này là biết là chúng ta đã xài vĩnh viễn trên cái đầu này rồi. Đó,
Bây giờ chúng ta thoát ra. Trên màn hình thì mọi người thấy được nè. Thì với khách hàng nào mà muốn sử dụng điều khiển trên Dual Homatic phần mềm Smart Karaoke thì mọi người lưu ý tải giúp mình cái phần app, đó chính là Smart Karaoke Remote Pro. Chúng ta có thể tải qua Smart Play hoặc là tải qua App Store, đó, đều có. Đây là cái bảng để điều khiển Dual. Khi mà chúng ta thấy được cái màn hình Dual nó đã hiện như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta bấm vào thử lại. Để mà điều khiển đầu Dual một cách mượt mà không sợ bị mất wifi thì mọi người nhìn thấy trên cái mạng wifi chúng ta nè, trên màn hình này nó sẽ có một cái dãy số, đó chính là 114. Lúc này mọi người bấm vào phần app thì mọi người sẽ có cái chỗ là cấu hình kết nối chọn bài thì mọi người bấm vào cái phần này 114. Mọi người bấm vào xong rồi mọi người thoát ra, quay về cái máy app Smart Karaoke để kết nối. Như vậy là một cách mượt mà nhất có thể ha. Bây giờ thì mình chọn bài rất là nhanh, chọn nè. Và cái phần chọn bài này nó sẽ tùy thuộc vào cái dữ liệu mạng nhà chúng ta, cái nguồn mạng nhà chúng ta như thế nào. Mình chọn bài nè, qua bài nè, chọn qua bài. Ở đây trên cái phần app này thì mọi người có thể thấy được nè, đây là cái phần đó chính là play hoặc dừng lại. Tiếp đến kế bên đó là phần qua bài và những cái chức năng như là tăng giảm âm lượng trên này. Mọi người thấy nè, tăng âm lượng nè, giảm âm lượng nè, cái phần micro cũng như là cái phần tông này thì chúng ta không xài ha. Phần này chúng ta không xài, chúng ta chỉ xài đúng chức năng đó chính là play, bao, qua bài, phát lại bài hát hoặc là chúng ta tăng giảm âm lượng trên con này thôi. Còn ai mà muốn hát nhạc karaoke, hát nhạc YouTube thì chúng ta bấm qua đây, xong chọn bài, chọn lại một bài nào đó. Chúng ta chọn, mình chọn 2-3 bài đi ha. Mình chọn đây là phần YouTube, xong mình thoát ra nè, mình qua phần đã chọn nè, nó đã hiện ra những cái bản nhạc, những cái bài hát mà chúng ta đã chọn trước đó. Muốn phát bài nào bấm vào nó, ví dụ mà các bạn muốn cho nó ưu tiên lên thì mọi người bấm phần ưu tiên là xong cái bài từng yêu này thì nó sẽ hiện qua cái bài mà mình đã từng ưu tiên. Bây giờ mình sẽ chọn qua bài. Qua bài là nó sẽ đến với cái bài mình vừa ưu tiên. Rất là hay. Thì đó là về cái phần karaoke, mọi người có thể nắm được. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thoát ra và cài đặt một số phần app hiện hành nếu mà chúng ta muốn sử dụng. Ok, mình thoát ra ha, đồng ý. Rồi, ở đây, ở đây có Dual Media Center nè các bạn, để chúng ta có thể quản lý dữ liệu, video cũng như là những cái sụt phim của chúng ta. Bấm vào. Thì lần đầu tiên bấm vào thì Dual sẽ hiện ra như vậy. Đây chính là cái giao diện của Dual Media Center, rất là nổi tiếng, độc quyền của Dual. Và cái bảng này là cái bảng miễn phí ha. Đây là Dual yêu cầu mình là cập nhật cái phần update. Thì cái này mình sẽ cài đặt sau, đến nhà khách hàng cài đặt nó sẽ tốt hơn. Nếu mà nhà các bạn trực tiếp nó có yêu cầu cài đặt thì mọi người cứ cài đặt, nó giúp cho cái hệ thống của mình tốt hơn. Đây là cái phần Dual Media Center ha. Thoát ra. Exit. Một số ứng dụng thì nếu mà mọi người muốn sử dụng một số ứng dụng thì mọi người có thể vào phần App Store để mọi người cài, hoặc là chúng ta tải cái bản APK trên laptop của chúng ta, trên vi tính, đưa vào USB và cài thôi, cắm vào là cài thôi. Chúng ta muốn cài cái app nào cũng được. Ok mọi người, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà để chúng ta bấm nhanh trên cái remote để mà chuyển đổi giữa karaoke, xem phim cũng như là YouTube nó mượt mà nhất có thể. Thì bây giờ mọi người có thể thấy nè, cái phần YouTube nè, YouTube bấm vào nó nhảy qua YouTube liền luôn. Bây giờ mình muốn coi Netflix nè, bây giờ mình không coi YouTube, mình bấm qua Netflix nè, trên nút mình có Netflix nè, mình bấm qua. Đây là Netflix. Bây giờ mình muốn xem hát karaoke thì mình sẽ bấm cái nút này, nút mũi tên như vậy. Thì do là mình chưa cài đặt cái phím nhanh nên đâm ra nó sẽ quay ra cái phần Google Play. Thì bây giờ mình muốn cài đặt nó thì mình bắt đầu mình thoát ra nè.
hót về màn hình chính đi. Sau đó mình lên phần cài đặt, nhìn theo mình ha. Lên phần cài đặt thì mình phải vào cái phần đó là phần tùy chọn thiết bị. Chúng ta vào phần app CK đó, setup cho nó, kéo xuống. Rồi ok, rồi mình thoát ra đó, như vậy là xong. Chúng ta chỉ cần bấm một nút mũi tên thôi là nó sẽ hiện ra. Mọi người đợi mình xíu ha. À, ở đây có một cái vấn đề để cho mọi người có thể nắm rõ hơn khi mà mọi người sử dụng. Ở đây cái remote này mình đang xài là xài IR nha. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ Bluetooth, hai là chế độ IR, tức là hồng ngoại đó. Thì hồi nãy giờ đó mình xài đỡ cái remote của cái đầu cũ nên đâm ra là nó chưa có kết nối Bluetooth với cái đầu này. Nên đâm ra là mọi người thấy là mình phải chĩa vào cái màn hình, chĩa vào cái đầu đun để chúng ta sử dụng. Nó hơi bất tiện xíu. Đó. Còn đối với việc mà chúng ta muốn xài mà bấm thoải mái, chĩa ở đâu cũng được mà không cần phải chĩa vào đầu đun á, mà vẫn có thể thao tác được á, thì mọi người có bấm vào cái phần này nè. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt Bluetooth cho nó. Mọi người thấy nè, nút Home và nút mũi tên này, nhìn kỹ nha. Đó, khi mà nó hiện ra như vậy rồi thì mọi người kết nối điều khiển thành công. Đó, bây giờ mình chỉ ở đâu cũng được, mình chỉ lên, chỉ qua, chỉ xuống, mình giấu ra sau lưng nhiều khi nó cũng xài được. Đó, bây giờ mình chỉ cần bấm vào cái phần đó, chính là phần karaoke nhanh nè. Mình bấm vào nè, đó, hiện ra karaoke. Như vậy là xong. Đó, cài đặt nhanh để chúng ta có thể điều khiển một cái hệ giải trí của chúng ta một cách mượt mà, như có thể chuyển đổi liên tục nhanh chóng. Chuyển qua YouTube nè. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ thử play một cái đoạn phim. À, chọn phim này nè ha. Mình xem như vậy. Bây giờ mình chuyển qua karaoke nè. À, qua karaoke xong rồi quay về YouTube. Đó, nó vẫn còn đang phát cái đoạn phim trước đó mình coi. Đó, như vậy thì nó sẽ dễ dàng sử dụng, chuyển đổi nhanh chóng mà không bị mất cái những cái dữ liệu trước đó mình đã xem. Rất là hay. Bây giờ mình sẽ quay về màn chính là bấm vào cái nút Home nè. Đó. Chúng ta muốn điều khiển giọng nói thì chúng ta bấm vào nút này. Bấm vào và điều khiển giọng nói. Đó, mình nói điều khiển giọng nói là nó hiện nè. Ok, thì video clip đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người có những thắc mắc thêm gì về cái phần của Homematic thì mọi người hãy để lại comment phía bên dưới, Thiên Vũ sẽ giải đáp cho mọi người tốt nhất có thể. Nếu mọi người cảm thấy video này hay, hãy bấm like, share, subscribe kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.